Ok, chào Hiếu Lê. Ok em. Rồi. Thì hôm nay cái like này là like đột xuất thôi. Chẳng qua vì từ hồi xưa giờ chưa gặp. Chưa gặp thực sự á, cái là chưa gặp và tay bắt mặt mừng. Da đụng da, thịt đụng thịt á, đại khái nó cay đây. Đó, thấy chưa đó. Nói như vậy để mày hiểu rằng chào em Hiếu Lê nha, thôi ok em nghỉ đi đó. Yeah. Trời ơi mới nữa hả? Cha can, đúng rồi. Đúng không à? Tức là bây giờ từ Việt Nam mình là từ ở ở thành phố Hồ Chí Minh mà ra Nha Trang có 5 tiếng đồng hồ thôi. Tôi nói cho thằng là gì Hằng Kali gì tao không biết nữa. Nhưng mà cái điều đó là tao thấy một cái sự thay đổi rất là ngoạn mục. Nhưng mà cái hạ tầng cơ sở Việt Nam là chắc lầu. Nó thẳng là số bọc. Đúng rồi, ở bên cái xứ của bố hiếm có mưa lắm. Nó chỉ có tuyết mà thôi. Ở cái xứ lạnh mà, ở xứ Minnesota thì mùa hè cũng có mưa, lác đác vài ba hộp. Nhưng mà nó không có kiểu giống như vậy. Có nghĩa là như vậy, ở đây mình nhớ một cái bài mà bài ca của thằng gì Ngọc Lễ Phương Thảo vậy đó. Sài Gòn mà chợt mưa chợt nắng đó. Mà thấy nó thấm, mà trời đúng y chang vậy đó. Cứ mưa xong, 5 phút sau lại nắng cho lên rồi. Chiều cho bố một lần đi. Đúng rồi, tuyết nó sẽ làm hư đường. Hư đường là cái chỗ là khi tuyết đổ xuống á, trên con đường người ta sẽ rải muối để người ta dẹp tuyết. Và chính cái muối á, nó làm cho cái đường nó hư. Đúng rồi, đúng là bắt cái. Thành ra lúc nào nó cũng sửa đường hết trơn. Mùa hè nó sửa đường. Và cái tiền đó không biết bỏ vô túi ai, không biết. Thì hôm nay thì bởi vậy ta mới nói ở đây thì ta trả lời cho cái thằng Hận Kali. Ta nói thằng Kali, Hận Kali ta không biết nữa chứ điều nè. Ở đây thống kê thì nhà nước không thống kê nổi, không thống kê được cái chuyện mà cái người dân, người giàu hơn người là thứ gì chứ, là bởi vì đất nước chúng ta là đi sau. Nhưng mà tao hiểu á, nhà nước nói đó có một câu bắt câu là vàng trong nhân dân nhiều lắm, vàng rồng, nhà nào cũng vài trăm cây. Đúng rõ ràng rồi. Cái thống kê mà GDP theo tiêu chuẩn quốc tế, Việt Nam rất là thua. Nhưng mà đừng tưởng bở. Rồi, cảm ơn con. Tao bảo đảm với mày thằng Hằng Kali gì đó. Con không hiểu đâu, con hiểu được. Nó một cái chính xác như vậy nè. Dân thành phố Hồ Chí Minh ai cũng có quyền mua xe cả. Và ai cũng có quyền mua xe hơi. Nhưng cái điều người ta nghĩ nè, mua xe về rồi để đâu? Bởi vì nhà người ta không có gara. Nói như vậy là sức sống của Việt Nam mình rất là lớn, mạnh. Để tao nói một câu nữa cho mày hiểu điều này. Những người Việt kiều bên Mỹ đó,
mà về Việt Nam không mua nổi miếng đất cất nhà. Đất Việt Nam bây giờ nó không có đơn giản như mày nghĩ gì đâu. Mày rớ vô ít nhất phải là 5 tỷ. Miếng đất không. Tiền đâu? Tiền đâu? Mày nghĩ sao vậy? Nói cho một cái rõ ràng tôi mới hiểu như vậy nè. Không có thằng Việt Kiều nào giống thằng Việt Kiều nào cả. Đứa thì đói, đứa thì rác, đứa thì có tiền, đứa không có tiền, hầu như vậy. Nhưng người nào mà về Việt Nam ở hoặc là sống hoặc là đi du lịch Việt Nam là đứa đó thành công. Và những đứa nào không đi về Việt Nam là bắt đầu chửi đổng. Là vì lý do sao? Họ ghen ghét, ganh tị. Nói cho nó rõ ràng vậy đó. Còn nếu mà về Việt Nam mà sống như tao, miễn đi, hiếm lắm, hiếm lắm. À, con có muốn lên tranh luận không? Hận Kali, hận cái gì đó được. Tao mời mày lên nói chuyện với tao. Con qua anh biết được bao lâu rồi? Sanh đẻ làm sao, cuộc sống như thế nào, muốn không? Mày hiểu về nước Mỹ cỡ nào? Rồi mày hiểu đi. Mày hiểu được chiến tranh Việt Nam như thế nào không? Lý do tại sao nước Mỹ vào vô? Mẹ có hiểu nước Mỹ như thế nào không? Bên Cali khuya rồi phải không? Đúng, ok, ta chấp nhận. Bởi vì bạn tao nước bên Cali rất là nhiều. Có bao nhiêu tuổi rồi? Không có gì nhai hả mày? Không có gì nhai luôn. Trời ơi, động hộng không có luôn hả? Có. Ôi trời mẹ, hệt quá. Rồi về nhà tao mà bức mấy gì dây bắp cái gì mà trước á. Không hả? Nó keo cả đống rồi vậy đó. Mày có nói gì bức hết cho tao đi. Đủ mày. Mới sao không về? Ừ, bởi vậy. Nó nói rồi chạy về đó. Chào Long Thủy nha. Nó rốt cuộc là như vậy nè, Long Thủy. Anh chào Long Thủy nha. Ờ, chào Hồ Cali. Ờ, rồi, ok. Có Long Thủy đây. Long Thủy dễ thương lắm. Long Thủy, chẳng phải Long Thủy. Long Thủy tưởng đâu, Long Thủy miền Bắc. Lương Thiên Bắc này chứ gì nữa. Ủa, Long Thủy hay Long Thủy? Long Thủy. À, anh Long Thủy á hả? Ừ. À. Trời mưa rất là lớn. Thành ra nói chuyện rất nhỏ, không có nghe. À, Thủy ơi, cộng sản nghèo hay là không nghèo cái gì đó không cần biết, nhưng mà anh thấy yên bình nữa chứ, ngồi nhậu đi đường đi đứng nói chuyện giao tiếp các cái đều mình không có sợ bất cứ gì cả. Nhưng bên Mỹ thì không được đâu. Anh không có tiền, anh không nói chuyện với ta được. Thứ hai, anh ra đường bất đồng ngôn ngữ, nói chuyện với anh không có đếch cái hiểu. Và nó có một cái điều nữa nè, anh muốn chia sẻ chỗ này nè. Những người lớn tuổi già đấy, đúng rồi, năm tây đô đây nè, khi vô vào những cái nhà dưỡng lão ở nước Mỹ đó, nó không đơn giản như người ta nghĩ vậy. Bố không có khe đâu, bố không có nợ, bố thách nó lên đó. Bố hỏi nó ba điều thôi.
Thấy chưa, tao nói mày rồi, dữ má khổ vậy. Nó có gì kỹ mới một lần. Tại vì họ thấy con, họ phải hỏi khéo con vậy đó. Đồng ý cái đó ai đâu mà trả lời. Hai con với bố rồi chia sẻ ruột với nhau, con mới đưa cho bố đọc thôi. Đồng ý, nhưng mà thấy cái kỳ cục không? Ừ. Quá ư là kỳ cục. Mà thì nó nhiều khi tao cũng bực mình lắm rồi, tao kệ mẹ nó, tao cũng không à. Mình nói một chút xíu chỗ này, vấn đề coi như là lesson home, người già vào nước Mỹ đi. Để người Việt Nam mình là dân tộc thiểu số, khi anh là lesson home, em nhớ một câu như vậy: nước Mỹ không cho ai bất cứ một thứ gì. Bây giờ nói một cách khác nữa đi, nếu mà chúng ta ở Việt Nam, chúng ta vô nhà lesson home thì cũng còn có người Việt để mà nói chuyện. Cái ông bạn tôi cũng già rồi, tôi cũng già rồi, hai chúng ta tâm sự. Nhưng ở Mỹ thì khác hoàn toàn, là bởi vì anh chỉ là một người trong những trăm ngàn người khác. Ở trong đó có Mỹ, có nè, có Hờ Mông, có nè, có Lào, có Afghanistan, có nè, có đủ xứ các loại người trên đó. Anh không mở miệng được, anh không tâm sự được với ai cả. Cho nên những người mà Việt á, mà sống ở lesson home ở Mỹ á, chết sớm. Và có những cái bệnh tâm thần, gọi là trầm cảm, ngồi nói chuyện một mình. Bởi vì trong lesson home của Mỹ, nó đâu có giống riêng mình anh đâu, nó có đủ dân tộc mà. Xin thưa với các em điều này là gia đình của anh đa số bên Mỹ hết, khi anh nói cái lời này á là anh nói những người già, chắc không có lớn như người trẻ, bởi người trẻ không có biết gì. Ít nhất hận ta ly gì ta có không biết gì đó, nhưng mà ta nói cho mày nghe nè, tao quá lâu năm và tao sống ở nước Mỹ nó quá nhiều lâu năm rồi, tao làm hãng tao hiểu được cái cảnh cái người Việt mình như thế nào cái đó, và cái cuộc sống họ như thế nào rồi cuộc sống về già của họ ở nước Mỹ như thế nào, tao hiểu hết. Chỗ tao là người già mà, tao làm mấy chục năm ở cái hãng Thomson Reuters, tao rành lắm. Trong đó nó có cái gì kỳ thị ra sao, benefit như thế nào, bảo hiểm ra sao, anh mua như thế nào, anh nghỉ hưu anh làm cái gì, anh nói chung là tất tần tật. Nhưng mà cái điều anh biết anh nói ra, cái người Việt Nam nó không có thừa nhận. Có một số thành phần phản động họ không chấp nhận gì đó, họ cho anh là nói láo cái xạo. Và những cuộc sống về già của những người lớn tuổi ở Mỹ đó, họ đau đáu nhìn về quê hương, họ muốn có một cảnh sống sung túc tại quê hương. Nói một cách khác như vậy, hiểu không? Con cháu hoặc là cha mẹ khi về già
con cái không bao giờ nở lòng nào cho cha mẹ đợi vào trong một cái nhà gọi là dưỡng lão cả. Nhưng ở Mỹ thì nó khác. Anh về già rồi, con anh sẽ cho anh vào dưỡng lão bình thường. Đó là nguyên tắc của nước Mỹ. Tao đã chứng kiến những cái cảnh ông bà già đi không được, nằm một chỗ, 92 tuổi mới mất, vẫn nằm trên giường. Hằng ngày con cháu vẫn thay tã, vẫn cho uống nước, vẫn đút cơm chút cháo. Nhưng mà ở nước Mỹ thì không bao giờ có chuyện đó. Tao đã từng chứng kiến cảnh đó. Cái đó là cái gì? Đó là cái văn hóa của người Việt. Không bao giờ ai nỡ để cha mẹ vào út thương hơn cả. Nó máy móc, ở nước Mỹ nó máy móc đến mức độ nó không còn tình cảm nữa. Thôi, anh chia sẻ ít thôi. Nói chung một cách khác, anh đã sống quá lâu năm ở nước Mỹ rồi, anh chán. Bởi vì nó cái gì được máy móc cả. Và máy móc đến mức độ là tình cảm con người nó không còn nữa. Anh đơn giản một cái như vậy thôi mà hiểu rồi. Thí dụ em gặp tai nạn xe hơi hoặc tai nạn xe cộ, em bị đụng xe. Cái người dân đi đường của người Việt Nam mình, họ sẽ chạy ra và họ cứu em. Đứa thì xoa bóp, đứa thì đi kêu xe cứu thương tới. Nhưng nước Mỹ không bao giờ có chuyện đó. Người ta sợ trách nhiệm. Người ta tốt lắm, người ta gọi 911 thôi. Rồi xong người ta nói, rồi họ sẽ bỏ đi. Thậm chí cái chuyện mà tình cảm vợ chồng con cái các cái chuyện nó rần vần nó sẽ sao nhãng đi. Nó không có cái tình thân của gia đình, không có sự gắn bó nữa. Thôi có lẽ hôm nay anh nói như vậy thôi. Hôm nào Hần ta đi anh sẽ nói em một cái việc khác. Bởi vì những người sống bên Mỹ nó quá lâu, nó có những cái mà mình phải nhận xét về hai quốc gia Việt Nam và Mỹ thì mình sẽ nói sao ha. Cái live này cũng đã dài rồi thì anh muốn nó có một cái sự riêng tư một chút. Anh muốn ăn nhậu cho nó thoải mái chút, bởi vì không có cái gì sướng cho bằng ăn nhậu xong rồi ngủ. Đúng rồi, tao có cái tánh kỳ vậy, đúng không? Rồi ngủ nhưng không ai làm phiền, có người đấm bóp, có người xoa dầu, có người... Ê, Mỹ làm gì có cái chuyện đó mày. Việt Nam có đấy, bọn người ta sợ người thân người ta họ mất. Người ta làm đủ trò, người ta làm đủ trò để cho người thân mình tỉnh lại. Mỹ là bị có chuyện đó, đúng không? Đúng rồi, Mai Bình à, chú bố đang ngồi với Nam Tây Đô. Hôm nay thì Nam Tây Đô kiếm bố rất là dễ thương. Hồi xưa tao đâu có biết đâu, thấy lên live thôi tao có biết dốc dáng không. Ê, quỷ này cao dữ vậy. Cao mét 7 lận. Mét 77. Ơ, mét 77 hả, ghê vậy trời. Mày chính sao vậy mét. Chà Hiếu Lê, nói chung thì ngày nào anh cũng bia uống rượu cả. Anh không muốn rượu ở đâu, nhưng các con, các cháu nó quý mình á. Nó cứ tới nó mời mọc hoài. Đứa dĩa lòng, một đứa... nói chung là cái gì nó có nhậu được hết trơn. Ở Mỹ này thì có chuyện đó. Tao nói cho một cây nè. Ở Việt Nam mình nó buồn cười chứ nè. Sáng chưa ngủ dậy nha, nó gõ cửa, tọc 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 tọc. Bố ơi bố, dậy chưa? Uống cà phê với con. Mình nói nhà, tao chưa dậy nổi mày ơi. Nó coi vậy tiếng sai tiếng. Ở Mỹ mày dám gõ cửa nhà hàng xóm không?
Đủ mà nó bắn mày bỏ vỡ sọ. Ok, like khá dài mà cô không có nói chuyện đâu ở đâu cả. Mình chỉ phản ánh một cái điều đó. Cái chủ đích hôm nay á, là hôm nay là có Minh Giang về Việt Nam chơi, gặp mình tiếp rồi, và Minh Giang gục rồi. Thứ hai nữa là có thằng con nuôi cũng là Tây Đô, thế mình đây. Ok, thì thôi thôi. Thôi Nam lên Đắk Lắc chơi. Đắk Lắc thì Nam không biết dám lên không? Đủ mẹ nó bắn mà thấy bà luôn á, đủ mà. Không có súng nữa. Rồi chú bà, đủ bà. Nó chơi chứ thực tế là cái chuyện này của nhà nước lo, mình không cần phải lo. Chưa. Đây tất cả mọi người nha. Rồi.